Thành ra địa tạng là tâm địa mà. Nhưng mà nói về cái sự thì ngài cái tâm này đó, ngài vẫn hạ mình với một vị Phật lịch sử. Bởi vì vị Phật lịch sử là một cái người mà hàng thận được cái tâm trong cái cõi đời quế độ này, ngũ trược ác thế này không phải chuyện dễ độ. Cho nên vì vậy mà ngài Địa Tạng phải thị hiện làm học trò, làm con của Đức Thích Ca. Đây là cái phương pháp thị hiện. Chứ còn đã là Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát là một vị Bồ Tát lớn rồi. Thành ra yếu nói gì, nếu như ngài Địa Tạng, ngài nói là tôi, ngài Thích Ca gia phó và tôi hứa, tôi sẽ đủ sức biện tài, tôi đủ thế này, tôi đủ thế nọ để tôi làm việc. Còn đằng này không, ngài nói con rất là khiêm tốn bạch Thế Tôn. Thế Tôn dạy như vậy thì con nghĩ rằng con nhờ sức thần Phật, con nhờ cái ân đức của Phật mà con mới đủ cái biện tài, đủ cái đức độ, đủ cái khả năng để giáo hóa chúng sanh. Thôi thì ngài chớ có lo, con sẽ vâng lệnh việc đó. Nói theo cái cách dịch, cách dịch theo danh từ ngắn gọn như vậy. Thành ra mình thấy tại sao mà mình sống với thế giới của chư Phật, chư Bồ Tát á, thì quý đạo hữu thấy á, mình rất là an lành, thấy không? Nó không có cái tự cao, cái tự mãn, cái tự cường, cái tự thị, cái tự ngã, tự ái trong đó. Nên không làm người ta bực. Dạ. Dù rằng ngài Địa Tạng thừa khả năng nhưng mà ngài vẫn nói câu đó. Thế thì bây giờ trở lại đó, cái văn nó như vậy nè. Cái bài kinh, cái đoạn kinh rất là hay. Cái phẩm kinh này là gọi là nghiệp cảm của chúng sanh nơi cõi diêm phù. Còn cái phẩm trước á, là nghiệp duyên mà để tạo ra những tội lỗi của chúng sanh nơi cõi diêm phù. Thế cho nên cái việc mà cái lập luận, cái phân tích của chư tổ rất là rõ. Dầu rằng kinh này chư tổ viết lại chứ đừng nói là Phật hay không Phật, nhưng mà cái văn, cái lý đó. Cái phẩm thứ ba là quán chúng sanh nghiệp duyên. Phẩm này là quán chúng sanh nghiệp cảm. Là cảm, là cảm nhận, là thọ cái quả báo. Mà thọ quả báo thì Đức Phật nói thôi, chúng sanh nó can cường ngang ngược, ông phải ráng đi. Mà ông nhớ rằng là phải cố gắng, ta giao phó cho ông là phải hóa độ giáo hóa chúng sanh. Thì ông Địa Tạng Bồ Tát mới nói câu đó, con nương nhờ sức thần Phật thì con sẽ làm được điều đó, ý nói vậy đó. Thì bây giờ trở lại á, bởi vì cái câu hỏi nè, giá như Phật hiện tại đã viên mãn rồi, là Phật Thích Ca đã viên mãn rồi, Phật tương lai là ngài Di Lặc thì chưa ra đời, thì vậy trong cái khoảng giữa này nè, ai là người để cho chúng sanh nương nhờ? Chúng sanh lấy cái gương của ai mà để rọi lại cái nghiệp duyên và nghiệp cảm của mình, ý ông hiểu ra? Thì cuối cùng để giải thích cái chỗ đó thì Đức Phật khẳng định cái tâm địa. Chỉ có cái tâm địa đó thì mới rọi được chính mình là thôi. Dầu rằng nếu như không lẽ Phật Thích Ca nó giàu có ta, thì về các ngươi mà không quá giải, không ý thức thì ta cũng chịu thua các ngươi thôi, thấy không? Mà rồi cho tới hết đời, hết cái thời của ta, cho tới Đức Di Lặc có xuất thế mà các ngươi không chịu tu, không chịu kiểm tra cái tâm thì cũng vậy thôi. Cho nên thôi thì bây giờ cái giai đoạn mà không gặp Phật này nè, không gặp Phật là không gặp Phật lịch sử đó, nghe ý nói đó, thì phải lấy cái tâm mà rồi. Cho nên gọi là giao cho Bồ Tát Địa Tạng là vậy đó. Thấy cái triết lý sâu sắc không đó? Thế thì Bồ Tát Địa Tạng với Pháp Đức Thích Ca mới nói rằng vậy thì ngươi hãy nhớ ở cái khoảng giữa này nè, mà muốn giáo hóa chúng sanh đó thì phải phát nguyện và phát thệ. Phải phát nguyện và phát thệ. Thứ nhất là phát nguyện á, thì vậy cho nên ngài Địa Tạng phát nguyện là chúng sanh độ tận thì phương chứng Bồ Đề. Nếu mà chừng nào độ tận chúng sanh thì ngài mới tiến Bồ Đề là phát nguyện chứ gì. Địa ngục gì không thề bất thành Phật là phát thệ, thề là phát thệ, thệ bất thành Phật là phát thệ đó. Phát nguyện là phát thệ. Bởi vì cái cuộc đời này nè, mà nếu làm việc cái chúng sanh nó mệt mỏi dữ lắm,
Nếu nói mình nói đơn giản là ông làm việc thường thôi, ông giúp cho người, ông giúp cho người ta đi làm giấy tờ thôi, ông còn mệt mỏi như thế nào. Hà hốt chúng tôi, những người xuất sĩ này là những người mà làm việc do quá chúng sanh, mà nếu không phát nguyện, không phát thệ thì cái lập trường nó không kiên cố, là giữa chừng là tan vỡ bỏ cuộc hết, ông thấy không? Bởi vì á, cái dòng nước nó đang chảy xuôi, mà đạo hữu thử lấy tay chặn nó lại coi, nó tạt lên khỏi đầu. Cái dòng nước nó đang chảy mà đó, ngăn đập đắp đê nó vỡ bờ bể cả lũng cả núi, thấy không? Cái nghiệp vậy đó, cái nghiệp. Ông nghĩ cái dòng nước á, là cái dòng nước của thế tục nó còn như vậy đó, hướng gì dòng nước tâm thức, dòng nước ái nhiễm của chúng sanh đó chứ. Bởi cho nên đầu học kinh được, đầu giảng kinh Địa Tạng tôi thấy nó hay từng chút vậy đó. Nhưng mà thiệt đúng ra đó, khi nào mà nó thảnh thơi, nó thoải mái á, thì dạ hay lắm. Còn mà nó có lợi cợi gì hồn là tôi mang lá hết ra à. Nhưng bữa nay nó thảnh thơi, tại tối hôm qua ngủ sớm, xong trở lại, cái ngủ sớm 2 giờ đủ giấc ngủ rồi. 2 giờ dậy mới soạn bài, mới phấn thía vậy đó, rồi mới viết cái bài thơ. Tự nhiên ông nghĩ 2 giờ tôi ngủ, đang ngủ ngon lành, thấy lại sao mấy mươi năm về trước tôi ở xóm Bà Chiểu á, ở xóm Vườn Cao á, thấy hình ảnh nó mồm một, thấy hồi đó mà xài có cái tivi mà bao nhiêu nhà coi đó, mà thời đó là không đến nổi, mà mình tự nhiên mình thấy cảnh đi nghe, thấy không biết có cái bữa đó tivi nó chiếu bộ phim gì mà hay lắm, rồi cái sao xuống nhau coi, mà sau lúc đó đó có người lại văng cái giọng của tôi nằm nữa, tự nhiên mình thấy mồm một rõ vậy đó, mà thấy những người còn trẻ mà mới giật mình tất cả như, ủa tôi thấy cái người này là ngày xưa là bị tai nạn chết rồi, rồi cái bà kia bây giờ nghe nói là đi không nổi rồi, mà sao vẫn thấy còn trẻ, vẫn bưng cái rổ cho vịt ăn, anh kia vẫn bưng tô cơm ăn, mình thấy cái ký ức nó hiện về rõ ràng cái tâm địa, không thấy không? Cho nên á, thế thì chỉ có cái tâm địa mới sáng sôi. Vì vậy nhà Nho họ với cái bài rất là có nghĩa đó, hành tàn hư thật tự gia tri, họa phúc nhân do cánh vấn thì. Cái việc mà hành động của mình mà tích lũy hư thật á, tốt hay xấu á, chỉ có mình biết thôi, không? Nhiều khi đi hỏi, đi coi bối, đi xem tướng cái tôi tốt hay tôi xấu, hay là hỏi, ví dụ là hỏi ông thấy tôi tốt hay tôi xấu, ông có đoán cái đó, đoán chỉ vài chục phần trăm chứ sao ông biết được cái mặt cái tâm của tôi biết, không phải không? Nhưng mà ngặt con người không nghĩ cái tâm, không quán chiếu cái tâm của mình. Cái quả hay phước á, là đừng đi tham vấn ai hết trơn á, hỏi lại chính mình, lương tâm mình muốn tạo phúc hay lương tâm mình muốn tạo quả mà thôi, không? Cho nên tôi thấy ví dụ như tôi dẫn chứng á, không phải tôi nói cái tôi á, tự nhiên mấy bữa nay nó vui, nhiều cái vui nè, nó vui không phải được tiền mà vui, được tiền là vui cũng một phần, nhưng mà thí dụ như nó vui gì nè, tôi trồng khổ qua, năm nay không biết sao mà ai cũng phát tâm ăn lá khổ qua, rồi họ sẵn sàng họ xin cái dây khổ qua uống tiểu đường. Như hôm qua chú sĩ cũng nói, có bà ở gần sống con, bà thấy con nói thầy trồng khổ qua nhiều, bà nhờ con xin cho bà ít dây. Thôi xin ít dây làm gì, nói để uống thôi, ít dây sao uống, thôi bây giờ chú làm chừng nào gần sau tôi cắt cho chú một số, bởi vì nó cũng gần hết mùa rồi, bây giờ để cho nó ra một đợt trái nữa, ôm cho một bao về tôi cắt tôi phơ cho cái mình vui, không phải không? Mình làm phước rồi, cái lá cũng về ngày nào cũng hái, hôm qua hái cho chú đem về, tôi biểu chú đem về, chú phải làm phước với tôi nghe, chú chịu khó chú ghé bà đó, chú đưa cái túi lá hôm qua, tôi biểu ăn trước đi, ăn cái nó quen thì uống nước mới được, bị cái dây nó đắng hơn cái lá nữa. Ông nói dạ được, cái đó con không xài tôi đã đó, nhiều vậy là tôi vui rồi, ông thấy không? Ông mình tạo cho người ta cũng làm phước. Tôi nói chú làm như vậy không phải là tôi dạy đời chú lớn tuổi rồi, nhưng mà ý nói chú dạy chú vui không? Ông nói vui chứ thầy, cho người ta ăn rồi nào đó. Như vậy đó, những cái niềm vui nhỏ như vậy mà gom lại nó thành cái bể cả đó. Chứ đừng có ham mà trời có tiền làm cho kinh thiên động địa, làm này kia làm đơn giản thôi, thấy không? Đó là vậy đó, cái chồng đó là như ví dụ như năm nay cái tía tô cũng đó, vợ chồng nhỏ nó bị
con nhỏ nó bị rút nên tôi hỏi tôi phơi cả đống đó về nó uống bệnh tôi mình cũng mừng. Rồi bữa chú Bảy xuống bị bệnh tôi phái có ngà có lần rồi nó khô tôi cũng mừng, đó là do cái duyên của phước mình đó chứ tôi có biết mùa chú gì đâu phán. Nhưng mà để qua hồi đó tôi thấy thầy tôi tổng lấy cái cây nhang hay là cái mực tạo quẹt, ông viết chữ án đọc bài chú, giờ tôi bắt chước tôi làm vậy cho ta an tâm. Nhưng mà nó hớ thấy không, mà làm cái chân thành cái tâm của mình đó, tôi nghĩ vậy thôi. Cho nên đời á, nó cái phước cái quả nó cũng có đường tơ kẻ tóc, hãy tâm mình nghĩ lệch một cái thì nó trở thành phiền não xấu ác quả, mà tâm mình nghĩ cái hạnh phúc cho người thì nó trở thành cái phước. Tôi thấy rõ ràng cái bản thân tôi, hãy mình càng nghĩ cho người, nghĩ cái hạnh phúc cho người bao nhiêu thì tự động thoải mái, tiếng in nó vô kỳ lắm, mà đừng có chờ. Mình làm vô tư. Không vô. Ở cặp trà này, trà mới nè, trà ô long nè. Dạ. Nó mua cho nè. Dạ. Thầy cũng đi ngang. Cái tay nó đau cho mấy cô già, bà già điện dặn á, là phải hoạt động. Đừng để nó sụi luôn. Nó đau bởi vì nó đau thì cứ việc lên xuống cái nào bưng cho nó xuống lên. Cái thôi nó sụi. Ok thôi con xin thầy. Ngang. Thôi con phải đi rồi. Con đi về sẵn sàng. Chiều nay con đưa bà đi. Nha. Dạ. Dạ. Okay. And that's it. Yeah.